Tiêu Anh à? Từ từ từ. Phải lên cái xỉu đó. Cố kết là mình thua luôn á. Ui. Mẹ thứ gì á trời. Ủa cái này là cho mình mua đồ à hả? Nó cho mình 1.000 tiền á. Mua gì đây? Điểm kỹ năng. Sức mạnh quân kích. Ép là sao? Thôi có chơi nha. Cái cục này là cục máu nha anh Long. Hết máu quýnh okay. Rồi có máu nha anh Long. Rồi Long ơi. Long có mắt không? Mắt là cái nào? Số 4 á. Rồi rồi. Anh đi nơi, anh đi không lát anh ơi. Tức anh Long ơi. Này. Trời ơi tuổi gì? Ủa cái này, cái tẩu thoát này là cái gì em? Tẩu thoát nào vậy ta? Đây. Em này tóc đó, tăng tóc đó. Tăng tóc à? Ờ, tăng tóc đó. Ê, cái này lửa giống như cái gì ta? Nước ép kìa. Bóng đêm tốc độ sau khi sử dụng một kỹ năng nước nhảy ha. Đây cái này ngon nè. Anh lấy nước ép nhá. Hay là ma băng. Ok. Em không biết nữa, anh Long thấy nào hợp lý Long lấy. Nó có cho mình đổi ở dưới á. Hai này dễ nha, hai này mới là 4 sợ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Cái gì, chó cắn cái gì? Từ từ em ơi, chưa có Queen. Chó chưa anh, chó chưa anh rồi. Chó này phết lắm anh này. Sao mà chơi anh em tôi được. Chạy như ngựa ấy. Dí con. Trời ơi. Bây giờ anh em mình mạnh chút nữa thôi, hồi tụi nó mạnh hơn á. Thế à? Thôi mua thuốc tốn tiền lắm anh em ơi. Thôi lấy dành tiền đi. Cỡ trên lòng ơi. Em như là kiểu kép luôn. Rồi lát chi ta, phí quá ta. Cho anh ăn với. Tiền ờ, đùa, đùa, đùa. Cho anh mua chiếc băng rồi. Bây giờ, quý vị ơi. Cho anh mua này luôn ta, mua cùng đào luôn ta. Có thẳng cái cùng đào đi bắn cho anh lẹ. Anh Long trâu không? Trâu Long nhiều máu nha, anh Long bỏ trước cho em được. Ủa cái gì đây, cái gì đây? Anh đi chung rồi, anh phải hồi máu á. Ok, để em thử cho anh. Ủa sao nó có cái gì nó phát vang anh nhỉ? Con bài anh, con bài đó không? Nó... Nói chung là nó không phe nào hết á. Thế sao nó cứ đánh anh? Để nè dính gì anh né đi. Chút nữa có một con Samira nữa, đứa nào mà bị CC là nó bay vô nó quýnh á. Trời má không phe nào nó cứ đánh cái anh hoài á. Cày ba trường những cái vô chợ vua lợi thiệt lành này, lấy vua lợi thiệt lành hay là bạn ở này được rồi. Ngon lấy cái này được rồi. Chút nữa hết sợ ngay đây là chủ động đập nó luôn. Em ở trước luôn nha. Nè nè, em vô luôn nè. Anh solo ra này. Em đang biến hình như thế này. Em lăn xả. Quá dữ. Ờ, Lila đúng không? Di chuyển thôi. Nên mình tao đánh mà không có đam. Đi con set này quýnh vô nó là nó hết, nó chết là nó vọng vô cái thằng nào nó vọng vô phía trước. Ôi! Anh đó à. Đây để mở cho nó vọng nè.
Trời, nó chạy kìa. Dòng lắm. Ây da. Ui nha. Anh Lâm ơi, né né cái lửa đó anh Lâm ơi. Em hơi ý ý rồi. Anh Lâm máu nè anh Lâm. Thôi không ổn anh Lâm ơi. Bắt đầu rồi. Ôi sao lỗi nhiều máu vậy? Có cắn hú anh Long, mấy cái bình 700 anh Long. Ừ, rồi anh lên đồ lên slow cho mày vào. Đẹp đi. Lại là Zed à. Anh nghe Hải Huy ơi. Ê, con... Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui da. Em chết à? Ảo. Ủa sao mày chết rồi? Em càng nó cho em ăn cái gờ chết rồi. Trôn, trôn. Trôn. Phục hồn, những hai mươi tấm tên đi. Phục hận. Ngọc chưa cấp. Cái này đây. Rồi phát bắn anh luôn. Nó đánh, hay nó đánh gần Long. Sao ngay này nó mạnh dữ vậy ta. Ôi không đi ra hồi máu kinh kìa. Ôi trời ơi, quỷ Lila này mạnh dữ vậy trời. Trời ơi. Thứ húp này chả có tác dụng gì. Ani mà, con Ani kìa. Ủa cái này là gì? Ê, con lút nó chưởng á nha, chưởng đau lắm nha, anh để ý nha. Ừ, phải đi ngang qua cái tên Lilian nó mới chưởng. Cái này nè đi Trung ơi, anh em mình đánh rồi. Nhiều tiền quá Long ơi. Thằng này nè nhá, thằng này nè em canh bắn được. Okay, okay. Con bay có thuận nhanh. Ôi trời ơi. Ủa, đi vào chết luôn nè. Dạy. Nam nhậu, mạnh vậy. Thôi em chung chết là anh xong rồi. Một tướng lõi Long ơi. Vào là vào chết luôn vậy. Mình còn hai giọt rồi Long ơi. Đừng đánh sắp xác. Vô cái em chết queo rồi. Nhưng mà nó có ấy. Nó có cái này này. Lấy cái xỉu nó đi. Ok. Lấy xỉu anh rồi. Cứ từ. Ok, chậm mà chắc. Phải lấy cái xỉu nó. Mình thua cái là mình thua luôn á. Ui! Mẹ tướng gì á trời! Không tin được! Chịu chung ơi! Ôi! Tôi bảo phát em chung đi luôn! Ai là... Nó tướng ảo nhỉ? Tướng chạy 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 xong rồi bảo phát trên luôn!